Xin chào thầy và các bạn, sau đây em sẽ làm bài tập 4, đó là khi nhận về một tin nhắn chứa giá trị kinh độ vĩ độ thì nó sẽ lấy tọa độ đó là hiển thị trên Google Maps. Đây là bài làm quen. Nó sẽ hiển thị giá trị kinh độ vĩ độ và nút xác định vị trí. Đây là bản đồ. Ban đầu khi không có gì chúng ta nhắn và xác định vị trí, nó sẽ ra một chỗ chúng ta thiết lập sẵn. Ở đây em sẽ chọn trường sở hữu thực. Ví dụ chúng ta gửi tin nhắn chứa kinh độ vĩ độ như vậy, chúng ta nhắn gửi, nó sẽ ra ở đây. Nếu chúng ta lấy vị trí khác, nhắn gửi sẽ ra vị trí khác, nó sẽ hiển thị một cái top trên đây. Và đây sẽ là phần top. Sử dụng linear layout chia nó ra thành hai phần. Một cái linear layout ở trên thì có 3 phần nhỏ ở trong, và vệ sinh bằng 3, và nó chiếm là hai phần trong tổng. Cái tổng cho 5 em cho chiếm 2, còn nó làm bằng một nửa. Và trong cái linear layout này em sẽ chia theo hàng dọc, đó là edit test đầu tiên, đó là chứa giá trị kinh độ, edit test thứ hai là giá trị vĩ độ, và cái thứ ba là nút button để xác định vị trí. Và trong đây em sẽ thiết lập cho nó chiếm một phần trong 3 phần. Và kiểu nhập vào của nó là kiểu cho là kiểu số, số có dấu và number decimal là số thập phân. Số có dấu là tọa độ sẽ có vị trí âm. Đó là sẽ chọn màu cho nó. Tương tự đó là cái giá trị vĩ độ, chúng ta việc đổi chữ lại và button. Cũng tương tự như trên. Và cái linear layout thứ hai đó là sẽ dành cho cái bản đồ. Là tạo cái fragment, và nó sẽ chiếm hai phần. Việc cái này nó chiếm là 3 phần, ở trên đây là 2, dưới là 3. Chỗ này mà chúng ta sẽ bắt buộc theo cái dòng chữ này và thiết lập cho nó toàn màn hình. Và ở phần string này chúng ta sẽ vô Google Console và chúng ta sẽ lấy cái key API này. Và ở trong phần manifest chúng ta sẽ lấy key đó dán bỏ ở đây, và chúng ta sẽ cho nó các quyền như là quyền internet, xác định vị trí và nhận tin nhắn. Ở file main activity chúng ta sẽ tạo một cái biến Google Map tên là map, cái edit test kinh độ vĩ độ và cái nút tìm kiếm. Và cái này là của tin nhắn, đó là receiver bằng null. Em tạo thêm một cái là bắt mở kinh độ, bắt mở vĩ độ. Và cái này để khi hiển thị cái chuỗi về, chúng ta sẽ tách chuỗi ra. Ở đây chúng ta sẽ xả cái map Riemann qua bên đây. Đây là cái lệnh, hai lệnh. Và ấn xả cái kinh độ vĩ độ của hai cái edit test ở bên đây qua. Thế thì kinh độ vĩ độ ở đây và nút tìm kiếm. Cái đây là bộ lọc tin nhắn, là khi nhấn nút tìm kiếm chúng ta sẽ lấy cái giá trị nhập vào chuyển thành dạng string và chuyển một chuỗi hai. Nếu cái chuỗi đó là giá trị trống là không có gì là ở đây. Nếu cái kinh độ vĩ độ trống thì em sẽ thiết lập cái đó là cái địa chỉ là trường sở hữu thực. Sau đó sẽ di chuyển camera tới chỗ đó và zoom lên 16. Này càng lớn thì sẽ zoom càng gần. Và sẽ đặt tên cho nó là Hashimoto, đây là dạng kỹ thuật. Và cái vị trí đó là UTA trên đây. Ngược lại, khi có vị trí, chúng ta sẽ chuyển nó thành dạng flat, là final double. Từ flat luôn vào cái biến là king, có biến là có cái dữ liệu là final double. Vì cái biến này nó mới nhận được cái giá trị đó, nó mới đúng được cái form để nhập vào giá trị kinh độ vĩ độ. Và tương tự, thay vì ở đây là Hashimoto, em sẽ đặt tên là marker và cái tên là đây là địa điểm bạn đã chọn. Ở phần đây là phần tin nhắn, ở đây là tạo để nó nhận tin nhắn, receiver, và phần là for để nó đọc hết tất cả nội dung của tin nhắn.
cái lệnh này là cho nó đọc tin nhắn body và địa chỉ. Bạn có tin nhắn từ địa chỉ nào và bạn yêu tin nhắn là gì? Ở đây là cái lệnh cắt chuỗi. Cài đặt đó là xác định cái chuỗi là bằng dụ đó là cái phần cắt dựa vào cái khoảng trắng. Ví dụ đây là bạn có tin nhắn từ số nào và nội dung tin nhắn là như thế này, và có nội dung tin nhắn là chứa kinh độ, vĩ độ. Tôi sẽ cắt ra lấy từ cái vị trí string, đại string là trên đây 13, đó là 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sẽ là giá trị của kinh độ, 14, 15, 16 sẽ gán cho vĩ độ. Chúng ta sẽ set cái test chỗ edit từ hai trên đây rồi bỏ xuống và sẽ hiện một dòng toát lên kinh độ cộng với ít mở kinh độ trên đây, ở đây là ít mở vĩ độ. Và khi đã hiển thị ra rồi, nó sẽ cho nó hiển thị là vị trí mới, đó là tương tự như ở đoạn này, copy bỏ xuống. Và ở đây là cái hàm Detroit hủy tin nhắn bắt buộc có ở trên SMS. Ở đây là biến Google Maps nó tạo trên đây, em sẽ build lại. Đây, xác định vị trí nó sẽ hiển thị ở đây, marker là Hashimoto, đây là đường kỹ thuật. Và ở đây thì sẽ có một tọa độ mới vào. Nó sẽ chuyển với tọa độ khác, nó hiện cái top ở đây. Và ở marker này sẽ hiện là marker, đây là địa bàn đã chọn. Và lần của em ở đây là hết, cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.